Anh đóng góp cho công ty này bao nhiêu năm rồi? Giờ anh nghỉ việc thì anh có nguyện vọng gì không? Công ty sẽ cố gắng đáp ứng cho anh. Dạ, thật ra thì em chỉ muốn đi chơi với nó một lần. Thôi rồi, tôi đồng ý. Em nghỉ việc luôn giám đốc rồi. Việc giùm em đơn xin nghỉ thì Như. Không được. Ủa sao không được chị? Anh mới vô làm mà nghỉ cái gì? Nhưng mà chị là cấp trên của em, chị phải duyệt những cái yêu cầu nguyện vọng của em chứ. Tôi nói là không được mà sao anh lì quá vậy? Mà thôi, tôi đang có chuyện buồn, anh đi chỗ khác đi. Cô gái, sao cô lì quá vậy? Tôi đuổi cô 3 tiếng trước rồi bây giờ cô còn ở đây. Cô đi về đi. Đổi đâu? Dạ, anh việc giùm em cái đơn xin nghỉ nè. Tôi đang bực, có gì nói với nhỏ kia. Nói với chị Như anh. Ừ. Dạ. Như ơi, Như. Việc giùm em cho em nghỉ việc đi chị Như. Cầm giùm em cái nè, ký giùm em cho em xác nhận cho em nghỉ việc đi. Lẹ Như, Như đừng vậy mà. Dì Như, tụi con về kịp rồi mà. Dì Như, chị Như, trước khi chị nhắm mắt xuôi tai, chị ký giùm em cho em thôi việc đi chị Như. Chị Như.